Tin giáo sứ Bình Long Giáo sứ Bình Long vui Tết Trung Thu Chiều thứ Bảy ngày 22 tháng 9 năm 2018 Mặc dù trời mưa rất nặng hạt kèm theo những cơn gió lạnh Nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khuôn viên giáo sứ Bình Long Để chuẩn bị đêm hội trăng rằm mừng Tết Trung Thu Một nét truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam Sau thánh lễ ban chiều Rất đông bà con giáo dân và cả bà con lương giáo quy tụ về nhà thờ Bình Long mặc cho trời mưa to gió lớn để cùng nhau vui đón không khí tết trung thu do trời mưa nên cuộc rước đèn trung thu không thể diễn ra như dự định nhưng các em thiếu nhi vẫn vui tươi hồn nhiên sắt trên tay những lồng đèn đủ sắc màu đủ hình dạng các em cố gắng thắp lên những ngọn nến và giữ cho chiếc lồng đèn mình không bị tắt từng chiếc lồng đèn ông sao đủ sắc màu được các em tự làm tuy rất đơn sơ không lung linh không tiếng nhạc như những chiếc lồng đèn điện tử nhưng lại tạo nên một bức tranh đồng quê êm ả à, thanh bình. Các em đang trải qua những phút giây bình yên và hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của tuổi thơ và niềm hạnh phúc ấy dần lan tỏa đến toàn cộng đoàn. Tin chắc rằng, những ông bố bà mẹ và các anh chị như được sống lại những phút giây tuổi thơ của mình. Ký ức tuổi thơ của mỗi người cũng được ùa về qua hình ảnh các em đang vui với không khí trung thu đêm nay. Cha chánh xứ Du Cao Đình Phương cùng toàn thể cộng đoàn dâng lời cảm tạ tình yêu thiên chúa đắt hương ban trên đoàn con cái ngài cắt riêng ban cho mỗi người có được giây phút vui tươi hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình đặc biệt trong dịp đón trung thu đêm nay sau đó cha tuyên bố khai mạc chương trình mừng tết trung thu và gửi đến tất cả mọi người lời chúc tốt đẹp nhất chúc tất cả mọi người đặc biệt là các em thiếu nhi thật vui và hạnh phúc nhiều tiết mục văn nghệ do chính các em thiếu nhi giáo sứ bình long giàn dựng và biểu diễn không khí trung thu được thể hiện rất rõ nét từng hình ảnh của chú cuội cây đa của làng quê việt nam hình ảnh chị hằng đến những trò chơi dân gian được diễn ra trên sân khấu nhỏ tái hiện toàn cản một cuộc sống bình dị nhưng đầy yêu thương và hạnh phúc của người dân việt nam chân chất các em vừa vui chơi múa hát vừa nhận được những phần quà tặng trao đến từng em nhỏ các em vừa vui chơi múa hát vừa nhận được những phần quà tặng trao đến từng em nhỏ, các em cùng chia sẻ với nhau trong niềm vui những chiếc bánh, chiếc kẹo và những gói quà nhỏ nhưng gói trọn một tình yêu thương nồng ấm. Sau khi kết thúc chương trình văn nghệ, mọi người cùng chia sẻ bữa tối đơn sơ tại giáo sứ, cùng chúc nhau một mùa Trung Thu nhiều niềm vui và hạnh phúc và chào nhau ra về trong niềm vui, niềm vui Giêsu lan tỏa khắp cộng đoàn. <laughs>